chào quý vị các bạn. Hôm nay xin chia sẻ cho quý vị các bạn cái con đường Thái Nguyên. Con đường Nguyễn Trãi vậy. Con đường Nguyễn Trãi của thành phố Nha Trang, và ban đêm thử ở đây buôn bán tấp nập không nha. Hiện tại tôi đang đứng ở trên đường Thái Nguyên này. Đây đường Thái Nguyên nữa rồi. Ngay chỗ vòng cây ngã 6 của thành phố Nha Trang này. Ở đây ngã 6 ban đêm nữa rồi. Bây giờ mình sẽ rẽ phải, mình đi qua con đường Nguyễn Trãi. Đây, ngay chỗ góc đường Nguyễn Trãi vòng cây này nó có quán cà phê Hồng Tú này. Quán cà phê Hồng Tú này rất là nổi tiếng, mình thấy ở đi đâu cũng có đúng hết. Và những cái vị trí của nó đã nằm ở mặt tiền không, góc ngã tư rồi không. Đây, gần bên cạnh đây là nhà thờ đá này, bên cạnh đường Thái Nguyên nhà thờ đá. Mình thấy con đường này nó bán hoa này, giày dép, đồ trẻ em, mắt kính, shop quần áo này vậy. Rồi giày dép quá trời nè. Con đường này bán thuốc thang, giày dép. Ngay chỗ đây là cắt ngang đường Đề Bô ấy vậy. Phía tay phải là đường Đề Bô này, ngay chỗ đường ray xe lửa này. Đồ chơi trẻ em, quần shop quần áo này, shop hoa cũng nhiều vậy. Đường này con đường Thái Nguyên để quý vị đi mua hoa, quý vị xuống đây cũng có nè. Rồi quần áo, rồi đồ cưới, thuê đồ cưới cũng có, rồi các đồ điện tạp hóa cũng có luôn. Rồi, mấy shop quần áo lớn không quý vị, shop mấy quần áo mới shop xịn không á, hình như quần áo mất tiền không á. Giày nữa. Con đường này có vẻ bán đồ, có vẻ hàng hiệu không hay sao, thấy là con đường này mà mặt tiền của nó cũng mắc lắm ấy. Đường Nguyễn Trãi này là đường một chiều đó vậy. Hướng ngay chỗ cái vòng cây ngã 6 của phố Nha Trang đó là đường một chiều. Đi qua đây là đường một chiều. Đây số quần áo nữa này. Con đường này cho sớm quần áo không quá trời, mặt bằng ở đây chắc mắc lắm, chắc quần áo ở đây giá chắc phải cao lắm. Đây đây là trường trung học cơ sở Âu Cơ, còn đợi quần áo nữa trời ơi. Làm mấy cái shop VIP không à, chắc bán cho khách nước ngoài quá, khách du lịch quá. Đây cắt ngang đường Âu Cơ, hồi nãy là cắt ngang đường Đạp Hồng Quân, bây giờ là Nguyễn Trãi cắt ngang đường Âu Cơ. Rồi số quần áo nữa, sao mà số quần áo ở đây nhiều vậy. Này Nguyễn Trãi cắt ngang đường gì đây, Hai Nhân Vương vậy. Ngay góc đường Phù Đổng với ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Phù Đổng với những trải này vậy. Rẽ phải là đi ra đường Phù Đổng. Đường đi sách. Rồi qua đây là đường Tần Lực Dục vậy, nghĩa là con đường những trải có một đoạn à. Những trải nó chỉ có một đoạn ngắn một chiều của đó thôi. Qua đây là Tần Lực Dục rồi. Nãy là vẹo trái hình qua là Phù Đổng mới đúng hơn. Vẹo phải là đường Tần Lực Dục. Hướng đi qua đi ra chỗ khu đô thị Phước Hải vậy. Con đường Tần Lực Dục này về đêm xe cộ cũng đông ghê vậy á. Đường này ban đêm buôn bán cũng nhiều mà. Quán cà phê.
con đường này là ra đâu mình cũng chưa đi con đường này lần nào. Ô, Việt Nam hôm nay Việt Nam đang đá với UEA nè. Đó, đường này cũng bán sốt quần áo em bé. Tôi có chia sẻ cho quý vị về cái con đường Nguyễn Trãi cũng như con đường Trần Nhật Duật như vậy. Cảm ơn quý vị đã xem video nha.